Thưa quý vị và các bạn thân mến, vai trò của Phạm Nhật Vũ trong thương vụ Mobifone mua AVG. Vụ xử sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ án Mobifone mua 95% cổ phần AVG cũng là đại án đưa và nhận hối lộ lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện gần 150 tỷ đồng. Bị cáo Phạm Nhật Vũ, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty AVG bị khởi tố truy tố ra tòa về tội đưa hối lộ quy định tại khoản 4 điều 364 Bộ luật hình sự năm 2015. Tuy nhiên, viện kiểm sát đề nghị mức án 3 đến 4 năm tù do áp dụng chính sách hình sự đặc biệt. Ngày 15 tháng 10 năm 2014, ông Phạm Nhật Vũ, chủ tịch hội đồng quản trị công ty AVG đã ký văn bản số 571 trên AVG CV gửi ông Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông để báo cáo đề nghị ông Son cho ý kiến chỉ đạo về việc chuyển nhượng cho đối tác nước ngoài. Theo đó, đối tác nước ngoài sẽ mua cổ phần AVG và dự kiến năm 2015 sẽ mua 75% với mức 525 triệu đô la, cao hơn 7 lần so với giá cổ phần khi đó của AVG. Như vậy, nếu tính ra AVG sẽ có giá trị 700 triệu đô la nếu căn cứ vào giá mà đối tác nước ngoài hỏi mua. Ông Vũ cũng thông báo đã nhận đặt cọc 10 triệu đô la từ đối tác nước ngoài này, mà theo cáo trạng có tên công ty 8206 của Hồng Kông. Tuy nhiên, Bộ Thông tin và Truyền thông không có văn bản trả lời. Đầu tháng 3 năm 2015, Nguyễn Bảo Long, Phó Tổng Giám đốc công ty Mobifone gọi điện cho Phạm Nhật Vũ hỏi về việc AVG bán cổ phần. Ngày 20 tháng 3 năm 2015, Mobifone và AVG ký bản ghi nhớ mua bán cổ phần. Đến ngày 4 tháng 8 năm 2015, AVG có văn bản gửi Mobifone nói về mức giá mà AVG chào bán cho Mobifone là giá với đối tác nước ngoài đã thống nhất mua 700 triệu đô la. Tiếp đó, ngày 9 tháng 9 năm 2015, ông Phạm Nhật Vũ có văn bản gửi cho Mobifone với nội dung: chúng tôi đã hai lần chào bán cổ phần Mobifone với mức giá lần 1 là 600 triệu đô la tính riêng cho hệ thống truyền hình và lần chào bán thứ hai là 9.226,8 tỷ đồng tương đương với khoảng 400 triệu đô la. Số tiền bán 400 triệu đô la thì các cổ đông AVG với thu đủ vốn đầu tư ban đầu. Vì vậy, với mức đề nghị mua của Mobifone là 8.569,8 tỷ đồng đã tạo ra khoảng cách xa với đề nghị của AVG và các cổ đông AVG đang chưa hoàn vốn đầu tư. Mặc dù vậy, sau khi thống nhất ý kiến với các đại cổ đông, đại hệ thống truyền hình AVG bán cho Mobifone sẽ là giá 8.893,3 tỷ đồng. Cũng tại văn bản trên, ông Vũ nhấn mạnh thêm mức giá nêu trên là nỗ lực cuối cùng của chúng tôi để thể hiện thiện chí hợp tác và đảm bảo hài hòa quyền lợi của các bên. Chúng tôi một lần nữa muốn được nhắc lại rằng với giá bán nêu trên, các cổ đông AVG thực sự đã thiệt hại rất nhiều so với khoản tiền có thể thu được nếu bán cho nhà đầu tư nước ngoài. Vì vậy, chúng tôi tin tưởng rằng đây là con số cuối cùng về giá mua bán cổ phần của các bên cùng thống nhất để có thể đi tới kết thúc giao dịch mua bán cổ phần trong tháng 9 năm 2015. Ngày 18 tháng 9 năm 2015, ông Lê Nam Trà, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Tổng Công ty Mobifone cùng Ban Giám đốc Công ty đã họp với ông Phạm Nhật Vũ. Tại cuộc họp này, bà Phan Thị Hoa Mai, thành viên Hội đồng Tư vấn Mobifone nêu ý kiến. Kết quả định giá của tư vấn cũng như giá đề xuất của AVG có sự khác biệt lớn so với giá trị tài sản của AVG. Đề nghị AVG cân nhắc giảm giá để giảm bớt sự khác biệt. Bà Mai cũng đưa ra theo sổ sách kế toán giá trị tài sản của mảng truyền hình chỉ hơn 629 tỷ đồng. Bà Mai cũng đề nghị AVG cung cấp các tài liệu liên quan đến hai mức giá chào mua 600 triệu đô la và 700 triệu đô la của các đối tác nước ngoài trước đó như đề xuất của đối tác. Văn bản báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông của AVG và công văn trả lời của Bộ làm cơ sở Mobifone tham khảo và giải trình trong hồ sơ dự án. Ông Phạm Nhật Vũ trả lời lại:
Quan điểm của AVG về việc mua bán cổ phần doanh nghiệp thực chất là việc mua bán các cơ hội kinh doanh. Do vậy, Mobifone nên xem xét vào kết quả định giá chuyên nghiệp mà ba đơn vị thực hiện định giá đã thuê để làm cơ sở đàm phán. Ngoài ra, AVG còn có các mức tham khảo quan trọng khác để Mobifone xem xét việc định giá phù hợp. Mức giá đối tác nước ngoài đặt cọc để mua AVG là 700 triệu đô la. Mức đầu tư để có một hệ thống AVG hiện nay dựa trên các tính toán cụ thể là 370 triệu đô la. Chi phí AVG đã đầu tư cho hệ thống đến nay là 400 triệu đô la. Đến ngày 24 tháng 9 năm 2015, ông Lê Nam Trà trình cho Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son mức giá 8.898,3 tỷ đồng mua lại 95% cổ phần AVG. Đề xuất này được Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đồng ý. Dù chính trong báo cáo gửi ông Son, ông Trà thừa nhận mức giá này gấp 15 lần giá trị sổ sách mảng truyền hình của AVG, chỉ có 629,7 tỷ đồng. Ngày 2 tháng 10 năm 2015, ông Phạm Nhật Vũ, đại diện AVG cùng đại diện Mobifone dưới sự chủ trì của Bộ này và Bộ Thông tin Truyền thông đã họp thống nhất mức giá mua 95 cổ phần là 8.898,3 tỷ đồng, bao gồm cả phần góp vốn của AVG tại công ty cổ phần An Viên BP và công ty cổ phần Giống Tầm Mai Lĩnh. AVG đầu tư ngoài ngành vào công ty cổ phần An Viên BP và công ty cổ phần Giống Tầm Mai Lĩnh nhưng không tính tiền. Sau đó, ngày 28 tháng 10 năm 2015, ông Son có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, khi đó là Nguyễn Tấn Dũng, để xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dịch vụ truyền hình của Tổng công ty Mobifone và mua bán cổ phần công ty AVG. Đề xuất của ông Son sau đó được VPCP là Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng, chấp thuận chủ trương cho Tổng công ty Mobifone mua cổ phần của công ty AVG để phát triển dịch vụ truyền hình và giao Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện dự án mua cổ phần nêu trên theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 25 tháng 12 năm 2015, Phạm Nhật Vũ đã ký thỏa thuận bán cổ phần và từng cổ đông AVG ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Mobifone. Đến ngày 15 tháng 1 năm 2016, Mobifone đã thanh toán 95% giá trị hợp đồng tương đương với 8.445 tỷ đồng cho 8 cổ đông của AVG, trong đó có nhân vật Phạm Nhật Vũ được hưởng 5.850 tỷ đồng. Theo kết luận điều tra của công an, ông Phạm Nhật Vũ khai rằng vào năm 2014, AVG đã thống nhất với đối tác nước ngoài, một công ty Hồng Kông về việc AVG sẽ bán ít nhất 49% cổ phần. Người môi giới có tên là Tào Nhân Siêu tại Hồng Kông, không xác định được nhân thân, lai lịch và danh tính, đã nhận cọc 10 triệu đô la trước khi ký hợp đồng bán cổ phần cho đối tác nước ngoài. Ông Vũ khai với công an rằng việc nhận tiền đặt cọc 10 triệu đô la chỉ là dự kiến, không có tài liệu chứng minh. Cáo trạng cho hay Phạm Nhật Vũ đã gọi Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son 85 cuộc điện thoại và gửi 206 tin nhắn đề nghị Nguyễn Bắc Son chỉ đạo cấp dưới sớm thực hiện việc mua bán Mobifone với AVG. Còn bị cáo Nguyễn Bắc Son đã gọi cho Phạm Nhật Vũ 126 cuộc điện thoại và gửi 139 tin nhắn để trao đổi về tiến độ và thúc đẩy dự án sớm hoàn thành. Ngoài ra, Phạm Nhật Vũ còn liên hệ với Trương Minh Tuấn, Lê Nam Trà và Cao Duy Hải, những người có vai trò trực tiếp quyết định cho việc mua bán cổ phần giữa Mobifone và AVG để hỏi thăm và đề nghị sớm triển khai việc mua bán cổ phần. Theo cáo trạng, ông Son muốn Mobifone sớm thực hiện được dự án mua bán cổ phần AVG trong năm 2015, nên đã chỉ đạo Trương Minh Tuấn, Phạm Đình Trọng, Lê Nam Trà, Cao Duy Hải khẩn trương triển khai thực hiện dự án, không tuân thủ các quy định của pháp luật. Ông Son bị kết luận là chỉ đạo Trương Minh Tuấn ký các quyết định phê duyệt dự án đầu tư dịch vụ truyền hình trái pháp luật, quyết định mua 8.898,3 tỷ đồng tương đương với 95% cổ phần của AVG. Kết luận điều tra nói căn cứ báo cáo tài chính của AVG, ý kiến đánh giá của công ty tư vấn VCBS trên cơ sở báo cáo kiểm toán của công ty kiểm toán KPMG
công ty kiểm toán ENY, chứng thư xác định giá trị doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn hãng kiểm toán AASC và trả lời và lời khai của bị can Phạm Nhật Vũ xác định giá trị tài sản của AVG tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2015 là 3.103 tỷ đồng, trừ đi tổng nợ phải trả là 1.133 tỷ đồng, giá trị tài sản ròng còn lại của AVG là 1.970 tỷ đồng. Như vậy, với giá bán 95% cổ phần của công ty AVG là 8.898,3 tỷ đồng, Phạm Nhật Vũ đã bán cổ phần AVG cao hơn giá trị thật nhiều lần, mang lợi ích cho Vũ cùng các cổ đông của AVG gần 6.500 tỷ đồng. Trong đó, riêng bị cáo Phạm Nhật Vũ được hưởng 5.850 tỷ đồng. Sau khi thương vụ hoàn tất, Phạm Nhật Vũ đưa cho Nguyễn Bắc Son 3 triệu đô la, Trương Minh Tuấn 2 triệu đô la, Lê Nam Trà 2,5 triệu đô la và Cao Duy Hải là 500.000 đô la. Trước đó, tháng 3 năm 2018, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra toàn diện dự án Tổng công ty Viễn thông Mobile Phone mua 95% cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG. Trong đó, thanh tra nói Mobile Phone đã để xảy ra nhiều khuyết điểm vi phạm trong việc đề xuất đầu tư, đánh giá thực trạng tài chính kinh doanh của AVG, lựa chọn các đơn vị tư vấn thẩm định giá, trình bộ thông tin và truyền thông phê duyệt dự án đầu tư. Trong đó, Mobile Phone tự ý chỉ định các công ty thẩm định giá dựa vào các báo cáo thẩm định này, có thời điểm định giá AVG lên đến 33.000 tỷ đồng. Sau đó, qua nhiều lần thẩm định thương lượng, phía AVG đưa ra mức giá gần 8.900 tỷ đồng, đồng để chuyển nhượng 95% cổ phần AVG cho công ty Mobile Phone. Các thỏa thuận này đều được báo cáo cho lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, hai ông Son và Tuấn được đồng ý phê duyệt dự án cũng như thỏa thuận giá chuyển nhượng. Theo Thanh tra Chính phủ, khi báo cáo đề xuất đầu tư chuyển nhượng cổ phần AVG và lập dự án đầu tư trình Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt, Mobile Phone đã báo cáo không trung thực, không đầy đủ, đánh giá không đúng thực trạng tài chính rất xấu của AVG, thậm chí còn đánh giá khả năng khả quan về tình hình tài chính kinh doanh của AVG. Thực tế, AVG thua lỗ liên tục tại thời điểm xác định giá trị của AVG ngày 31 tháng 3 năm 2015 là rất xấu. Tổng tài sản là 3.260 tỷ đồng nhưng nợ phải trả là hơn 1.266 tỷ đồng. Từ khi thành lập đến thời điểm thẩm định giá liên tục lỗ lũy kế đến 31 tháng 3 năm 2015 là 1.632,999 tỷ đồng, bằng 45% vốn điều lệ. Việc thua lỗ kém năng lực của AVG đều được ông Son, ông Tuấn biết. Bản thân Phạm Nhật Vũ cũng không hề giấu lỗ, không những vậy mà các bên liên quan cùng bắt chặt tay nhau để thổi giá của AVG lên cao ngất, lên đến 15 lần. Điểm sai phạm khắp nữa khi lựa chọn phương án đầu tư Mobile Phone không khảo sát, không lựa chọn đơn vị chuyên kinh doanh dịch vụ truyền hình để tư vấn phương án kinh doanh, không xây dựng phương án đầu tư mới để có căn cứ so sánh. Mobile Phone đã lập và trình Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt dự án khi không loại trừ hai khoản đầu tư ngoài ngành của AVG, thể hiện sự thiếu trách nhiệm và cố ý làm trái quy định. Ngày 12 tháng 4 năm 2019, Bộ Công an khởi tố bắt giam ông Phạm Nhật Vũ về tội đưa hối lộ. Vụ AVG cho thấy nỗ lực cắt giảm quan chức trong bộ máy khó đi tới đâu khi đầu tư làm quan vẫn là ngành có lãi khủng. Trong một nỗ lực được cho là có tinh thần giảm tinh giản bộ máy công chức và nâng cao hiệu lực làm việc, cuối năm ngoái, Bộ Chính trị Ban chấp hành một đã ban hành một nghị quyết về sắp xếp lại các đơn vị hành chính. Theo đó, trong giai đoạn 2019-2021, có 45 tỉnh, thành phố phải sắp xếp để giảm 6 đơn vị hành chính cấp huyện và 564 đơn vị hành chính cấp xã. Khi kết thúc đợt sáp nhập này sẽ giảm được gần 16.000 người hưởng lương ngân sách, bao gồm 10.000 cán bộ, công chức và gần 6.000 người hoạt động không chuyên trách.
Động thái nói trên đã khiến hiệu lực của bộ máy hành chính nhà nước Việt Nam không? Đề án có thể giảm được chi phí cho số người ăn lương thừa thãi, cùng với đó là giảm trụ sở, xe hơi và các tiêu chuẩn ưu đãi, bộ máy bớt cồng kềnh hơn, thì thời gian và hiệu quả thông tin hai chiều cũng có thể nhanh gọn hơn. Do vậy cũng có thể giảm được các méo mó lệch lạc từ chủ trương đến thực hiện chủ quan và khách quan. Nhưng nguyên nhân cốt tử khiến cho bộ máy công chức Việt Nam yếu kém lại không phải ở sự cồng kềnh. Nó nằm ở chỗ bản chất của bộ máy công chức Việt Nam chưa bao giờ được thiết kế để nhằm mục đích phục vụ người dân, quản lý xã hội. Đi làm nhà nước là một cuộc đầu tư lớn. Ở Việt Nam, đi làm nhà nước là một cuộc đầu tư, đặt được chân vào hệ thống công chức là một thứ đặc quyền đặc lợi. Chỉ khi ở trong và leo lên cao trong hệ thống thì mới được chia sẻ các thông tin bán ra để lấy tiền, để vụ lợi và trục lợi từ thông tin và các mối quan hệ từ vị trí công tác. Doanh nghiệp luôn ở chiếu dưới trong các mối quan hệ này, mặc dù họ phải hứng chịu mọi rủi ro và tốn kém từ việc tìm kiếm, xin xỏ quan hệ, nuôi dưỡng nó qua nhiều năm, và không ít khi sắp đến ngày hái quả thì trái thối rụng do những diễn biến không thể đoán trước của chính trường. Trong khi đó, cho dù có thể bị thối rụng ở bất cứ thời điểm nào, thậm chí đi tù đi nữa, thì những kẻ được nuôi vẫn đổi đời ngay từ khi được lựa chọn. Với chính sách pháp luật giơ cao đánh khẽ hoặc cho phép, tôi nghi ngờ có khi chỉ là đòn nghi binh của Việt Nam. Đi tù chưa phải là mất hết, tài sản có được từ những năm được nuôi trước đó vẫn có thể để đủ cho cả dòng họ xài xả láng đến hết đời cũng không hết. Theo từng cấp, từng chức, chức to ăn to, chức nhỏ ăn nhỏ, làm nghề nào ăn nghề đó, khó hoặc không thể có công chức nào trong sạch lại tồn tại lâu dài trong guồng máy của nhà nước. Đơn giản vì đó là một hệ thống khép kín, hoạt động nhịp nhàng, bất cứ mắt xích nào chống lại guồng quay đó đều bị văng ra ngoài. Thế cho nên dù phải mất vài trăm triệu để chạy vào một chân nhà nước, lương tháng 3-4 triệu người ta vẫn chạy cho bằng được. Có thể lạ với mô hình chính quyền khác, nhưng ở Việt Nam bảo vào làm nhà nước là để cống hiến, nếu không bị chê nổ, làm màu thì nhẹ nhất cũng là hoang tưởng. Thế cho nên 3 triệu đô la mà Phạm Nhật Vũ của AVG biếu cho Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, vẫn chưa phải là con số điển hình phản ánh tầm cỡ thực của một vụ án hối lộ tham nhũng được cho là đại án. Hoặc phải cộng dồn nhiều con số như vậy lại cho một mình ông Son mới có thể tạm hình dung công cuộc đầu tư làm quan khi thành công thì lời lãi khủng khiếp đến như thế nào. Cách đây 2 năm, nghị quyết 04 của Bộ Chính trị ban hành vào tháng 10 năm 2016 có cái tên rất dài và tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, có đưa ra được vài giải pháp khả thi trong việc tinh giản và nâng cao hiệu lực bộ máy công chức. Nghị quyết này đề nghị tăng cường xã hội hóa, tách các dịch vụ công và quản lý sản xuất kinh doanh ra khỏi chức năng quản lý nhà nước, nghĩa là y như các nước phát triển, trả chức năng quản lý nhà nước về đúng với bản chất của nó, chỉ đề ra và giám sát thực hiện các chủ trương chính sách. Nhà nước phải nhỏ, xã hội cần lớn. Việc thực hiện phải để cho phần còn lại của xã hội thông qua các hình thức đấu thầu cạnh tranh. Nói cách khác, phải tịch thu quả bóng để các ông nhà nước không còn cái đặc quyền vừa đá bóng vừa thổi còi. Và nếu các ông muốn tồn tại thì tập trung thổi cho tốt. Bên cạnh đó, phải có những tổ chức giám sát độc lập nằm ngoài hệ thống nhà nước và đảng để giảm nguy cơ hình thành và ảnh hưởng bởi các nhóm lợi ích. Đó là yếu tố then chốt để công chức không còn gắn liền với hoạch huệ và vòi tiền. Thế nhưng cũng giống như vô số các chủ trương tinh giản bộ máy, nâng cao, đẩy mạnh, kiện toàn, hoàn thiện bộ máy nhà nước diễn ra suốt mấy chục năm nay, các nhân vật nắm giữ trọng trách lại sa vào những quan tâm hết mực, cỏn con, thậm chí tùn mùn và râu ria. Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thì lo hai xã sáp nhập vào một,
ai làm báo cáo chính trị đại hội đảng. Sau khi sắp nhập mà điều động các cán bộ đi từ xã này sang xã khác thì không biết anh em có đi không? Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển thì lo sau khi hai xã sắp nhập sẽ đặt trung tâm ở đâu, tên gọi mới như thế nào, sử dụng tài sản vật chất ra sao. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân thì lo một số địa phương có địa bàn quá rộng nên nếu sắp nhập cán bộ xã sẽ không đi nổi. Do vậy, nếu sau khi sắp nhập mà đơn vị hành chính mới không có đủ các tiêu chí diện tích tự nhiên mà quy mô dân số thì cũng thôi, không nhập nữa. Mối lo khác của các ông là giải quyết số cán bộ dồi dư thế nào, anh em có tâm tư không, có chạy ghế không? Tuyệt nhiên không vị nào lo âu vì sao bộ máy công chức qua bao nhiêu lần cải tổ vẫn lần sau nặng nề và cồng kềnh hơn, tốn tiền hơn, ăn hại hơn lần trước. Hay do bản thân là những công chức cao cấp hạng nhất của Việt Nam nên họ quá hiểu bản chất của nó. Vì thế không cần phải mất công bàn về những mục tiêu mãi mãi chỉ dừng lại trên nghị quyết. Với việc kéo dài thời hạn sắp xếp sang đến 2021, sẽ chẳng có hề hiệu quả nào của bộ máy công chức được tăng lên như một số báo chí Việt Nam đang hào hứng. Nó vẫn sẽ tiếp tục là một đường chạy việt dã và vật vã, thực hiện rất tốt chính sách xóa nghèo, cho nên nhiều vị trí quan chức đồng thời cung cấp thêm một số tiềm năng cho các nhà tù khác. Ấy là nếu chúng ta tin rằng đối với quan chức luật pháp Việt Nam cũng có một số trường hợp gọi là công minh, còn nhà tù cũng có thể là một biện pháp trừng phạt có tác dụng. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.